Chào các bác nhá. Chào mừng các bác đến với shop Tân Ánh, shop bán hàng online nhá. Bán các mặt hàng loa và phụ kiện. Bây giờ đang là mùa ong rừng thì mặt hàng quần áo bắt ong là shop đang bán rất là chạy. Loại cao cấp, loại bình dân. Nên một số các bác mà mới mua ấy thì vẫn còn thắc mắc, còn e ngại rằng là không biết cái bộ quần áo bắt ong rừng này là chất liệu như thế nào. Khi đi bắt khi đánh ong ấy thì có đảm bảo an toàn tuyệt đối hay không? Thì hôm nay làm cái video cụ thể cho các bác thấy được rằng là bộ quần áo bắt ong rừng này là chất liệu cực kỳ luôn. Anh em đã chơi cả một mùa năm ngoái 2017, shop đã bán rất là nhiều rồi. Năm nay cũng bán mấy trăm bộ rồi. Các bác mà mới chơi bắt đầu mua hàng đi này, thì các bác hoàn toàn yên tâm nhé, hoàn toàn yên tâm về chất lượng của nó, các bác không phải lo. Đánh được cả ong đất, ong bổ vẽ, ong bầu dời thì đây giới thiệu cho anh em, cho các bác nắm được kỹ là chất liệu như thế này, và các bác có thể là hoàn toàn yên tâm rằng là bộ này rất là an toàn nhé. Đây, các bác này, cái bộ to này ấy, nó là hàng quần áo bảo hộ loại cao cấp nhất, nguyên cả cái bộ như này. Khi các bác đưa lên cân nó sẽ nặng 4,5 cân nhé, nặng 4,5 cân. Thế còn bộ nhỏ này thì là cái bộ giá là bình dân hơn, giá bình dân hơn, giá rẻ hơn. Đấy. Bộ này ấy, thì để tôi giới thiệu cho các bác cái bộ cao cấp trước. Đây. Cái này là anh em đã thực tế đi đánh ong, đánh cả ong đất, ong bò vẽ nhé, hoàn toàn yên tâm, không phải suy nghĩ gì cả. Thế còn một số anh em thì có nhu cầu mua cái loại rẻ tiền hơn nữa, đó là cái quần áo mưa ấy. Quần áo mưa mà quần rời áo rời ấy nó chỉ có 300-400 nghìn thôi, nhưng mà cái đấy thì nó sẽ không đảm bảo cho các bác đi khai thác. Thế còn loại này thì nó sẽ đắt hơn một chút, nó hơn 1 triệu, nhưng mà đảm bảo an toàn sức khỏe cho anh em đi khai thác nhé. Đây, đây cơ cấu của cái bộ này nhé, các bác nhìn này, quay kỹ lên. Chất liệu của bộ này là chất liệu bằng da nhé, bằng da mà nó có láng thêm một lớp cao su ở phía ngoài. Khi các bác sờ gần lại này thì nó sẽ cảm giác mềm và mát nhé, mềm và mát, không cứng, để cho các bác dễ leo trèo. Thế còn về độ dày ấy, thì đạt độ dày rất là tốt để đảm bảo an toàn. Ở nguyên một bộ này, quần áo ủng, đây là ủng nhé các bác nhé, ủng đây, ủng bảo hộ là rất là cứng. Đây, số này là số 43, phù hợp cho các bác cao 1m70, nặng 6m70 cân nhé. Đây, hàng rất là dày. Nói chung là cái ủng này như là cái ủng bảo hộ lao động của mình ấy nhé. Đấy. Thế còn cả cái bộ này ấy là kín đáo tuyệt đối, nó chỉ có hở một đường này để cho các bác mặc này, một đường kéo khóa này. Đấy. Một đường kéo khóa từ trên đầu xuống dưới này. Đây nha các bác nhá, một đường kéo khóa. Ở trong là khóa, ở ngoài ấy là có lớp miếng dán này này, bảo vệ cái lớp khóa này. Miếng dán này là miếng dán dài suốt luôn, đảm bảo tuyệt đối cho các bác luôn. Đây, chứ không phải là dán đính đâu nhá. Thế đây là phía trong của bộ nhá, các bác xem này. Đây là được không? Đây các bác này, cái da mình hình dung da như giống như là cái chất liệu da mà bọc của vỏ yên xe máy ấy nhá. Ở trong này mà lớp dù này, lớp may dù này, ở ngoài là lớp láng nhựa này. Cái này đảm bảo cho các bác là nọc của ong đốt không thủng, kể cả ong đất. Những đường may này ấy là toàn bằng chỉ siêu bền nhá, bằng chỉ, bằng dù siêu bền đấy nhá, bằng chỉ, bằng dù siêu bền. Găng tay cũng rất là dày. Tôi cho các bác xem găng tay này. Đây, tôi lột ra nhá. Đấy. Chất liệu cực kỳ là dày luôn. Các bác mà đi đánh ong đất thì các bác cũng phải đeo thêm một cái đôi găng tay mỏng như thế này. Thì cái này người ta đã cho thêm các bác rồi. Còn khi các bác đi khai thác ong đất, ong bạc chán thì nó quá nguy hiểm, thì mình phải ra cố thêm cái đôi găng tay này nữa nhá. Thế còn các bác mà bắt ong bầu rời, ong bò vẽ thì không cần. Đấy nhá. Đấy, cái này mặc rất là mềm,
có cảm giác mát nhé, mềm có cảm giác mát này. Bộ này thì là rất nhiều ô thoáng để cho các bác mặc vào nó thoáng mát. Ô thoáng, kết cấu của ô thoáng này là ba lớp này, lớp ngoài đây, đợt này nó làm hai lớp nhưng mà nó làm cái lớp ở giữa ấy là cái lớp lưới bông. Lớp lưới bông có nghĩa là nó xù lên, nó cao tới hơn một phân, cao hơn một phân luôn, thì nó chống cho cái nọc ong tiêm vào đây. Nó ong tiêm vào đây dí sát đít vào đây ấy, thì cái nọc phía trong này cũng không bới vào trong được nhé, không bới vào trong được. Đây là đợt này là hàng này làm cải tiến này, bằng cái bông này này, bằng cái lưới bông này ấy, là nó dày hơn rất nhiều, dày hơn rất nhiều đây, nó dày hơn rất nhiều nhé. Đây, phụ kiện đi kèm cái bộ quần áo này ấy, thì sẽ có cho các bác là cái mũ bảo hộ. Các bác lưu ý nhé, các bác đi đánh ong hay là phải đội mũ bảo hộ này vào nhá. Một cái kính chống ong đái, một cái kính chống ong đái này, một cái khẩu trang theo kiểu mặt nạ chống độc nhé, khẩu trang kiểu mặt nạ chống độc, và đôi găng tay găng mỏng này để cho các bác làm ong bạc chán các bác ra cố thêm rồi nhá. Rất nhiều ô thoáng, phía sau cũng ô thoáng to để cho các bác đảm bảo được cái yếu tố là thoáng mát. Và cái này là kín đáo này cho các bác trèo cây luôn nhé. Đây còn các bác mua thì cho shop xin thông tin về size, về chiều cao và cân nặng, thì là shop sẽ lấy cho bác bộ nó phù hợp nhất nhé. Cái này là bộ cao cấp, bộ này các bác khỏi phải chê rồi nhé. Các bạn bộ bên này là bộ đã bình dân hơn, đã bình dân hơn. Bộ này thì cũng có phụ kiện đi theo là có mũ bảo hộ này. Cái mũ này ấy, thì có thể là màu đỏ hoặc là màu vàng, thì nó chỉ khác nhau về màu sắc thôi, không khác nhau về cái gì nhá. Cái loại này ấy, nó có găng tay rời, găng tay bằng da này, ngoài ra thì vẫn có mặt nạ chống độc, khẩu trang này, kính chống ong đái này. Và cái này ấy, nó khác nhau ở là cái chất liệu của nó, chất liệu của nó là bằng vải bạc, vải bạc khá dày đấy. Đây, vải bạc rất là dày luôn. Cái này ấy, thì là nó ít ô thoáng hơn, nó ít ô thoáng hơn, nó chỉ có hai ô thoáng ở phía trước ngực thôi. Đấy, hai ô thoáng trước ngực. Và chất liệu này là chất liệu bằng ni lông hoặc bạc dày, mà nó không có găng tay liền, mà nó có cho mình đôi găng tay rời như này, đôi găng tay bằng da rời nhé. Đôi găng tay này cũng rất là dày, cũng chống làm được cả ong bạc chán nhé các bác nhé, làm cả ong bạc chán nữa. Đây. Và cái loại này ấy, thì là vẫn là may liền quần và áo, nhưng mà không có ủng nữa các bác nhé. Các bác lưu ý là không có ủng, các bác phải tự trang bị giày hoặc ủng của nhà mình để trang bị vào nhé. Cái này thì là bằng bạt siêu dày rồi, ong đốt thì cũng không thủng, nhưng mà nó không có không kín đáo bằng bộ kia thôi. Đây, cái trên mũ này. Đặc biệt cái loại này ấy, các bác có mua thì nói chung là tiền nào của đấy nhé. Cái này là số phải nói rõ ràng với các bác như vậy. Bộ này là bộ giá bình dân, các bác có mua và mà các bác đi khai thác ong đất thì các bác đặc biệt phải chú ý cho tôi cái điểm này. Cái này, cái điểm mà chính là cái mũ ấy, cái mũ liên kết với bộ quần áo ấy là bằng cái đường kéo khóa này. Đấy, liên kết với bộ quần áo bằng cái đường kéo khóa này, thì các bác đi đánh ong đất các bác phải để ý cái đường kéo khóa này nhé. Để ý ở chỗ nào, có nghĩa là phía trong các bác phải quàng khăn vào. Đây, quay gần đây. Cái đường khóa này này thì là ong, lọc ong nó sẽ xuyên qua được. Cái này là thực tế anh em đi dùng nhé. Còn cái bạt này thì sẽ không đốt được. Đâm ra là khi là các bác mua bộ này về mà đánh ong đất thì các bác phải gia cố thêm một cái đường khóa này, là phía trong mình quàng một cái khăn để cho nó bồng lên, khi nó tiêm vào thì nó không tiêm vào da mình. Chứ còn cái này mà chạm sát vào đây ấy, là lọc ong nó tiêm xuyên qua cái này là chắc chắn luôn. Đấy, nó, cái này là có cái nhược điểm như vậy nhé. Cái này là phổ biến với các bác rõ ràng như vậy, tiền nào của đấy thôi. Còn cái hàng kia thì nó không có cái điểm nhiều điểm như vậy. Cái này thì các bác có đem về đánh ong đất thì các bác phải chú ý ở cái điểm đấy nhá. Thế còn ong màu vẽ thì nó không đốt được. Đây. Ong đất nó sẽ đốt xuyên qua cái tay khóa này là chắc luôn. Mà anh em đi đánh là cũng đã bị rồi. Cái đấy là anh em đi sau phải khắc phục nhá. Cái này là phải chia sẻ rõ với các bác như vậy. Thế còn cái chất liệu vải thì vẫn đảm bảo cho các bác là đốt không xiên. Nhưng cái này thì bộ này rộng giá nó bình dân hơn, thì nó chỉ được như này thôi. Đây, nó có miếng dán này, khóa kéo này,
nó khóa kéo này, nhưng mà cái ô thoáng này này, ô thoáng này thì nó làm nó mỏng hơn, nó không có chênh nhau nhiều, nó không có phồng lên nhiều. Cả cái này nó chỉ dính vào nhau khoảng 3 đến 4 ly thôi. Thế nhiều khi mà ong bạc chán lọc nó dài ấy, nó xuyên qua đây được là nó vẫn với vào trong này được nhá. Thế đây là cái này là cái bộ đá bình dân. Nói chung là anh em dùng vẫn được, vẫn ok. Nếu mà mình biết cách khắc phục những cái nhược điểm của nó nhé. Rồi các bác hoàn toàn yên tâm nhé, khai thác ong rừng, ong đất, ong mỏ với nhé. Thế đây. Mà các bác sử dụng cái bộ quần áo bảo hộ bắt ong bên thuốc cung cấp nhé, không phải suy nghĩ nhé. Hình thức mua hàng các bác vô đồng liên hệ trực tiếp với shop nhé. Đây các bác, các đầu số điện thoại của shop, các bác gọi số này không được, các bác gọi số khác. Shop sẽ ship hàng COD đi toàn quốc, các bác nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Các bác lưu ý nhá, shop không nhận cọc trước, không nhận cọc trước này. Các bác nhận được hàng, kiểm tra hàng, xong bắt đầu thanh toán tiền cho người giao hàng luôn. Các bác có quyền bóc ra xem và kiểm tra cái bộ đúng như thế này, đúng như quy cách mà shop giới thiệu. Rồi, xin cảm ơn các bác.